Một ngày mới tại rừng thú thì bắt đầu khá sớm mà. Đây là nơi có hơn 4.500 cá thể động vật với khoảng là 200 loài đến từ khắp các vùng sinh học trên toàn thế giới. Nhưng ơi, một ngày mới có những cái chú vẹt như thế này nè thì mình bắt đầu như thế nào hen? Dạ. Buổi sáng thì các bạn ấy sẽ được nhân viên ở đây là kiểm tra sức khỏe ạ. Xong rồi các bạn ấy sẽ dọn vệ sinh chuồng trại của mình sạch sẽ ạ. Xong rồi thì chúng em sẽ cho các bạn ăn và cho các bạn chơi những trò chơi. Tại Safari thì bên em sẽ tiếp nhận khoảng 12 tấn thức ăn mỗi ngày. Từ như là rau củ nè, thịt cá nè. Trước khi chế biến thì sẽ được vệ sinh sạch sẽ. Một số loại sẽ được thái lát trước khi cung cấp cho động vật. Như bên cạnh các bạn thấy đây là cái máy thái lát rau củ. Bên cạnh đó thì một số loại thực phẩm là cần phải hấp chín được trước khi mà cung cấp xuống đến các bạn động vật. Mỗi loại nó có một cái khẩu phần riêng khác nhau, như là khoai lang là cho heo rừng nè, gấu nè. Như cơm là cho mấy bạn hà mã, mỗi bạn khoảng 4 kg. Vâng, tại rừng thú bán hoang dã thì luôn có những điều kiện cần thiết để cho các loài động vật có thể là nhân giống. Có một cái thông tin vui là hàng ngày tại đây thì có rất là nhiều những loài động vật đã có thể là sinh sản một cách thành công. Và điển hình trong số đó là có tê giác, một loài động vật vô cùng quý hiếm. Thứ nhất là mình phải quan tâm đến cái làm sao để tạo được cái môi trường sống lý tưởng cho các bạn ý. Ngoài ra là cái chế độ dinh dưỡng cũng như là chăm sóc hợp lý, cũng như là cái mật độ đàn, tỷ lệ giới tính trong đàn như nào để đảm bảo cái việc ghép cặp cũng như là nhân giống loài tê giác này ạ. Với một cái sự nỗ lực rất lớn thì hiện nay số lượng đàn thú tại đây thì ngày càng gia tăng. Chỉ tính riêng năm 2023 mà thôi thì đã có khoảng là 399 cá thể mới đã được sinh ra. Và trong đó thì có 55 cá thể thuộc loại quý hiếm. Và các nhân viên ở đây đã trở thành những cái ông bố bà mẹ của những loài thú cưng như thế này ạ. À, như mọi người có thể thấy ở đây là về May, một em bé rất là truyền cảm hứng tại Vinpearl Safari. Khi mà May mới được có vài ngày tuổi thôi thì mẹ May không đủ sữa. Do đó là sau 13 tiếng bị bỏ đói thì May tình trạng sức khỏe rất là yếu và đội ngũ chăm sóc đã phải quyết định là can thiệp để hỗ trợ bé. Và bây giờ mọi người có thể thấy là sau một thời gian chăm sóc thì May đã rất là hoạt bát, rất là đáng yêu đúng không ạ? Ơi, May chào cô chú đi, May xin chào.